thường ngừng nhường mặt sóng biển đâu. Đại đại đội chú ấy, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Ê mấy ông có thương nè, gì có thương nè, có thương nè. Ủa thương tôi đúng không? Đợi quá trời. Có thương nè, có thương nè. Ơi ơi, à không, mình như không phải, cái thương của tôi, thương của tôi. Đây cho đọc chung đi. Ngồi xuống đây đi. Thư đợi lâu quá trời. Ngày hôm nay, anh Nhật yêu quý của em nhớ anh. Anh ngoài đó khỏe không? Ở đây em với mọi người mong anh nhiều lắm đó. Cầm trên tay bức thư đầu anh viết cho em, lòng em chợt bồi hồi. Và trong tâm trí em bỗng hiện về mùa hè năm ấy. Anh đã nói rằng anh yêu em. Em hẹn thùng chẳng dám đáp lời. Tình yêu mới chớm đẹp như thế đấy. Ngày anh đi em thẻ trộm, trộm ánh mắt, trộm mùi hương, trộm nụ cười cất sâu trong tâm trí. Để khi anh đi rồi, em ngủ vẫn có thể mơ về anh. Em yêu anh, tình yêu em vẫn vẹn tròn như ngày anh tặng em một chùm ổi trăng thanh khiết năm nào. Biết bao người mở lời ngỏ ý, nhưng làm sao em có thể yêu ai được khi trái tim này vẫn thổn thức vì ánh mắt, nụ cười của người thương trốn xa trường. Anh ngoài đó nhớ điều sức khỏe nghe anh. Do biển lạnh lắm, ăn mặc kín kín kẹo kẹo. Không có em ở bên, anh không được bỏ bữa đâu đấy. Anh bỏ bữa sao có sức để chiến đấu chống ngoại xâm. Anh hãy yêu sức vì đất nước, vì đảng, vì bác, vì làng ta và vì gia đình, vì cả em nữa. Anh mở bể, người ta lo lắm đấy. Em đợi anh về ngày chiến thắng. Ngày cờ đỏ sao vàng phút với bay giữa bầu trời xanh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ta. Đợi anh về, chúng ta sẽ yêu cho trọn anh nhé. Ký tên, người con gái anh thương rất nhiều. Sài Gòn, gia đình. Xong nhanh lên, làm gì lâu quá vậy? Nặng quá nè. Ê, thi xong rồi đó, mày định làm gì không? Chắc cũng hẹn mấy đứa trong lớp đi cà phê. Còn mày? Tao hả? Vừa thường rảnh đó, tao cũng biết làm gì chưa. Thôi, mình qua thi nhà nhé. Ôi, có chuyện gì đi đây? Đây đây, kể em nghe với. Đừng có khóc nữa. Sao? Con trai cái đó. Trời ơi, trước khi thi á, dẫn nhau đi chơi, đi ăn, tặng quà cho nhau nữa. Sau khi thi thì anh nói là anh yêu nhiều người cùng lúc. Em tin nhau, nhưng mà em có bạn trai rồi.
suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu em cần biết được cái anh đó, anh sẽ lấy cho em tất cả mọi thứ và sẽ luôn bên cạnh em những lúc em cần nhất. Em biết là vậy, nhưng mà